Lại một mùa hoa giấy lại đến rồi anh chị ơi Hôm nay em Chu Kiên giới thiệu cho các anh chị những cây hoa giấy giống mới cực kỳ đặc sắc anh chị nhá Ở đây thì có hoa giấy hồng gân và bên này em có Sakura nha anh chị nhá Ở đây thì hàng Sakura hồng gân và đỏ lửa em đều làm một size có cái size chậu 70 này Rất là tuyệt vời anh chị ạ à, Chậu vừa phải và làm tán rất là cân đối Những cái cây này thì thường vanh gốc của cây Em nói chung chung cho mọi người nha, uh, vanh gốc của cây nó khoảng độ tầm từ 22 cho đến 24 anh chị ạ. Tổng cao của cây em làm một size vì vậy nên là uh, tổng cao thường nó sẽ là 2m4 anh chị nhé, Chậu 70 cao cả chậu là 2m4, uh, khung dàn thì đang làm từ 1m5 đến 1m6. Vì vậy nên là cây chị uh, trang trí một cái khuôn viên uh, hoặc là để thành các cái hàng rất là đẹp, đều, đều nhau tăm tắp luôn anh chị ạ. Đấy những cây này thì em làm rất là kỹ rồi, bóng tàn cực kỳ dày. Đặc biệt là cây đang rất là nhiều lụ nhá. Các anh chị nếu mua ngay thì sẽ được về chơi hoa luôn. Dòng này các anh chị chơi thì rất là thích luôn, từ hoa giấy hồng gân cho đến sakura là những dòng hoa giấy rất là hot hit trên thị trường. À, nó đã làm mưa làm gió cách đây khoảng độ tầm 2 năm rồi anh chị ạ. À. Ngoài ra thì em có cả cẩm thạch này, à, cẩm thạch hồng, cẩm thạch trắng hồng nhá, để giao lưu cùng với mọi người. Tất cả những cái dòng hoa giấy ở trên thị trường nhà em trung kiên đều có và đều có thể cung cấp cho các anh chị những cây đẹp nhất anh chị ạ. Ngoài những cái cây hoa giấy size này ra thì em có những cái size hoa giấy nhỏ hơn để cho các anh chị để uh, ban công hoặc là các anh chị có diện tích hẹp để đặt vào nhá anh chị nhá. Từ hồng gân sakura đỏ lửa. Cây cực kỳ đẹp và uh, rất là mê mắt luôn. Vì vậy nên là các anh chị có nhu cầu về hoa giấy thì cứ liên hệ với em nhé em trung kiên khẳng định sẽ cung cấp cho các anh chị được rất nhiều loại hoa giấy và số lượng rất là nhiều chắc chắn là đẹp anh chị ạ cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video của em nhé em trung kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người